tell you that I love you 100 times a day, yeah. You'll get tired of my voice, that's how much I'm gonna tell you that I'll miss you. I'll miss you if you go. Yes, I'm gonna let you know just how much. Hello các bạn. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Mình tưởng đâu là mình không có đi làm, nên mình ở nhà mình thong thả, mình úp nhạc lên nghe chơi cho vui. Nhưng mà không ngờ lại có một cái điện thoại kêu mình đi làm. Đó, là mình lật đật tay quần áo chạy tới sở. Thì họ thông báo là mình tới hơi sớm, cho nên còn một tiếng trước khi làm mình kiếm cái gì mình ăn cái đã. Đây, nhà bếp thì họ chưa có nấu đồ ăn cho công nhân viên. Thôi mình kiếm cái gì nhẹ nhẹ ăn trước. Đây các bạn. Đây, món ăn của mình đây. Mình ăn cái này tạm trước rồi tí nữa nhà bếp nấu món ăn nóng lên thì mình ăn sau. Bắp với sữa. Đây là món ăn sáng. Tại mình thức dậy trễ, mình cũng chưa có ăn cái gì hết, cho nên ăn cái món này nhẹ bụng. Giòn ngon mà thiếu sữa, thiếu thiếu chất ngọt. Để mình lấy hồn đi mình đổi. Chỗ này là chỗ ăn sáng nè. Hôm nay là sáng, người ta ngủ dậy người ta ăn sáng. Là khâu ăn sáng. Còn cái khâu nãy mình đi quay là khâu của phòng họp. Đó, chỗ này là chỗ ăn sáng. Mấy người làm việc chung với mình. Mình ăn ngọt lắm các bạn ơi. Mình ăn cái này nó thiếu ngọt, cho nên mình lấy thêm mật ong vô, chế mật ong vô. Mình thì không ăn mặn, nhưng mà ăn ngọt là mình ăn nha. Có thêm cái độ ngọt cho nó cũng dễ ăn. Đây là mật ong này. Có lần mình chỉ ăn chuyên loại cốm này thôi, trong một tháng liền mình xuống được 3-4 kg á các bạn. Ăn cái này no lâu lắm. Bây giờ mà ai mà muốn xuống ký á là chỉ ăn cái này thôi, đừng có ăn cơm nước gì hết. Ăn cái này với lại ăn trứng luộc đó. Một tháng mà bạn chỉ ăn những cái loại cơm này với lại một ngày ăn khoảng 3-4 quả trứng luộc là bạn xuống ký vèo vèo luôn á. Mình cũng đang muốn xuống ký mà đi làm nhà hàng món ăn ngon cũng sao xuống ký được. Ừ.
Có thêm hương vị ngon các bạn. Rồi tí nữa ăn xong thì mình uống cái này. Thay vì uống cà phê, mình có cà phê dưới xe, mình lấy cà phê trong hotel cũng được. Đây. Để mình ăn xong rồi và mình uống. Mình vừa ăn vừa nói chuyện với các bạn. Đồng thời mình cũng muốn trả lời một cái tin, một tin nhắn hay là một cái comment của một người. Mình không muốn nói tên ra đây, nhưng mà người đó mình không biết trai gái, lớn tuổi, nhỏ bé gì thì mình không biết. Nhưng mà người đó có comment rằng là những người mà làm trong hotel, trong ngành hotel, những ngành coi như là service đó, luôn cả lái taxi đó, thì cô ta, anh ta cũng, hay là người đó cũng nhấn mạnh rằng là hotel 5 sao, chứ anh ta không có dìm cái hotel nào hết. Và anh ta nhấn mạnh rằng là những người làm trong cái ngành nghề đó thường sẽ bị demand đó, có nghĩa là bị lãng trí đó. Coi như là họ, tại vì họ thức khuya nhiều cho nên họ sẽ bị mâu lãng trí. Theo người đó biết thì có những người làm nghề đó họ đã quên chìa khóa, không nhớ là chìa khóa để đâu đó, là đại khái như vậy. Thì xin lỗi nha, cái comment đó là mình xóa rồi, tự vì đồng ý là anh ta nói chuyện hay là người đó nói chuyện với mình, cái comment đó của mình hay là cho mình, nhưng mà cái video của mình, cái kênh của mình là trên toàn cầu, là không phải là một ở trong một đất nước nào hết. Đồng ý là anh ta viết tiếng Việt nhưng mà người Việt của mình thì ở trên toàn cầu, thấy không các bạn? Đó là nguyên nhân mà mình thấy rằng cái comment đó không thích ứng, cho nên mình đọc rồi mình xóa đi. Thì mình cũng xin lỗi cái người đó nha, mình không có up cái comment đó lên trên, sẽ ảnh hưởng đến nghề nghiệp của những người trong ngành service. Để mình giải thích rõ ràng hơn, dù rằng anh ta có trong cái comment, anh ta có nói là đó là sự khảo sát của bác sĩ, nhưng mà anh ta không nói là bác sĩ nào, bác sĩ ở đâu, và anh ta đưa đường link nào đó để nói về cái người bác sĩ đã comment như vậy. Anh ta chỉ nói trống trống vậy thôi. Nhưng mà nói thật với các bạn nha, mình có học 2 năm về vấn đề y dược. Thì cho nên 3 năm mà corona đó là mình được đi làm về ngành chủng ngừa đó. Cho tất cả là 4 quận ở 4 quận, 4 thành phố ở Na Uy này. Cho nên mình rất hiểu rõ về y dược, về sức khỏe con người, và cũng như là ẩm thực dành cho những người có những chứng bệnh khác nhau. Đó là một. Cái thứ hai nữa rằng là cái thứ một đó là nói về vấn đề trình độ học vấn trong ngành nghề, mà nó có ảnh hưởng đến những cái gì mà anh ta nói trong vấn đề sức khỏe. Cái thứ hai nữa là vấn đề công việc làm, thích ứng có công việc làm. Con người của mình á, luôn luôn có một cái trực giác và cái sự gọi là cái routine á, là cái như là trong người mình có chương trình, nó tự lặp đi lặp lại theo giờ giấc tự nhiên. Có nghĩa là con người của mình á, họ ngủ nhiều nhất là 8 tiếng. Con nít á, thì ngủ từ 10 tiếng tới 11 tiếng, hoặc là 9, 10, 11 tiếng. Thanh thiếu niên á, thì có ngủ hơn 8 tiếng. Nhưng mà người già thì chỉ ngủ từ 6 tới 7 tiếng thôi.
Nhưng mà trung bình là một người, người ta ngủ 8 tiếng. Thì khi mình ngủ đủ 8 tiếng là mình tự động mình thức giấc dậy. Phải không các bạn? Đó là 2A. Còn 2B nó là như vậy. Có nghĩa là dù rằng là mình có nhiều người người ta làm ca đêm, thì khi người ta xong việc người ta về thì người ta vẫn ngủ đúng 8 tiếng, dù rằng giấc ngủ nó trái ngược hơn những người khác. Đó, tự động 8 tiếng, người ta ngủ giờ đó rồi người ta giờ dậy, và theo cái luật trình như vậy, người ta cứ làm như vậy. Coi như là cuộc sống của ta, nó, của người đó, nó khác ngược với những người bình thường theo cái giờ giấc của địa phương. Mình nói là bình thường theo giờ giấc địa phương nha các bạn. Chứ nếu mà so sánh giữa Na Uy và Việt Nam thì là nó trái ngược đến 8 tiếng đồng hồ. Có nghĩa là nửa đêm mình ăn chiều bên đây á, là bên kia bắt đầu lên giường đi ngủ rồi, phải không? Hoặc là bên Mỹ á, cái giờ mà mình nửa đêm của mình ở bên đây á, thì là bên kia chỉ mới bắt đầu ăn chiều thôi. Tại vì bên Na Uy này nó thì đi chậm hơn ở Việt Nam 8 tiếng vào mùa hè, vào mùa đông, mà ngược lại thì lại đi nhanh hơn bên Mỹ 8 tiếng. Đó. Ở Na Uy này đi chậm hơn Việt Nam 8 tiếng mà đi nhanh hơn bên Mỹ 8 tiếng. Thì cái người làm việc ca chiều hay ca đêm cũng vậy. Nếu mà người ở bên đây, người ta ở Na Uy này nè, có nhiều người làm ca đêm á, thì có nghĩa rằng là họ đi chậm hơn cái người đi làm bình thường 8 tiếng. Đi chậm hơn có nghĩa là giờ giấc của họ như thế nào? Nếu mình nói chậm hơn, có nghĩa là người đó làm theo cái giờ của Việt Nam. Cuộc sống của họ giống như một người Việt Nam. Còn cái người đi làm bình thường theo cái giờ Na Uy này là theo cái múi giờ của Na Uy. Có nghĩa là cuộc sống của họ vẫn bình thường, không có cái gì cản trở cái sinh lý học của họ hết. Họ cũng không có bị demence, hoặc là họ cũng không bị mất trí nhớ. Đó, đó là nguyên do mình muốn nói trong cái video hôm nay cho rõ ràng hơn, thay vì mình post cái comment của các anh chàng này lên để cho mọi người đọc, thì mọi người đọc sẽ không có trình độ để hiểu, thì họ cho rằng là anh ta nói đúng. Còn bác sĩ nào mình không biết nha, bác sĩ học trình độ 8 năm mà nói những câu đó thì mình thấy là không đúng nha các bạn. Là mình đã giải thích rõ ràng 1, 2 và 2A và 2B. Thì bây giờ mình nói tổng quát nha. Có nghĩa là khi mình đi chơi, mình về Việt Nam chơi, trong 3 ngày đầu liền mình không có tiếp ứng được cái thời gian và giờ giấc ở Việt Nam. Có nghĩa là người ta đi ngủ rồi thì mình bắt đầu mới đi chợ đêm. Tại sao ở những nước Á Châu hay luôn có chợ đêm là như vậy? Từ vì khách du lịch từ phương Tây, châu Âu người ta về đó người ta chơi đó, người ta chỉ đi ăn đêm là cái giờ ăn chính của họ bên đây. Cho nên những cái phiên chợ đêm thường thường mở rất nhiều, mục đích là để bán hàng cho người Tây Phương và người châu Âu. Đó là nguyên do như vậy. Thì khi người ta ở đó sau một tuần, hoặc là nhanh trễ là một tuần, sau là 3 ngày, người ta mới thích ứng được cái múi giờ ở bên đó. Đó là nguyên nhân tại sao có rất nhiều chợ đêm. Thì ở Việt Nam có nhiều người, người ta phải đi làm sớm từ 6-7 giờ sáng, người ta phải đi ngủ sớm. Có thời giờ đâu người ta đi chợ đêm, mà chợ đêm lại mở vào những giờ bình thường, những ngày bình thường, chứ không phải là ngày thứ bảy chủ nhật. Đó, các bạn hiểu rõ vấn đề này chưa? Thì mình muốn đính chính lại cái comment của anh ta và cho anh ta hiểu. Không biết anh ta, chị ta hay bà ta, cô ta gì đó mình không biết, nhưng mà cho cái người đó hiểu là như vậy. Không có phải là ai đi làm ca đêm cũng là bị mất trí nhớ hết á, là bị demence hết á, bị lão hóa sớm hết á. Ok nha các bạn, bây giờ mình phải ăn tiếp rồi, có gì mình sẽ nói chuyện sau nha. Các bạn biết không, ở bên đây á thì có những công ty á, những công ty mà người ta làm ăn trên toàn thế giới, coi như là có những chi nhánh của những cái thế giới, của những nước trên toàn thế giới. Ví dụ như ở Asia, Korea, Nhật Bản, China, người ta nhập hàng rẻ từ ở những nước Á Châu, người ta mang về đây. Như ví dụ như những dụng cụ nhỏ nhỏ, rồi người ta nhập về đây, người ta bán ra để ra thị trường để cho họ gọi là lắp ráp.
Thì những cái hãng xưởng như vậy thường thường là nó chia theo ca, làm giờ, làm theo ca giờ. Làm theo ca giờ để làm gì? Để mà thích ứng với cái môi trường sống của cái nước mà họ input mặt hàng vô. Tại vì giờ bên đây người ta đi ngủ, giờ bên Việt Nam mới bắt đầu đi làm. Mà nếu mình làm trái giờ vậy thì sao được? Nên phải chia ca. Và cái người mà làm cái ca đêm như vậy là con người đó thích ứng với cuộc sống ở nước Asia. Đó. Cho nên họ làm ban đêm để họ kết nối và liên kết với những người ở Asia. Nhưng mà khi mà những người mà họ làm lựa chọn những cái ca giờ sai biệt như vậy thì phải hợp với sở thích của họ. Ví dụ như là những người đó là những người Á Châu, họ qua Na Uy này họ làm việc, họ biết được cái ngôn ngữ ở cái nước đó, cho nên công xưởng nhận những cái người đó vô có cái ngôn ngữ trình độ mà thích ứng với cái nước mà họ làm việc chung như vậy. Thì đương nhiên cái người đó qua đây, họ qua đây họ đi làm mà, họ có thân nhân, anh em, bà con của họ ở cái đất nước của họ. Cho nên họ nhận liền cái ca đó để làm gì? Để khi đi làm như vậy, họ có cơ hội để họ tiếp xúc với thân nhân của họ ở đất nước của họ là nước Á Châu. Đó, mình nói là nước Á Châu, mình chưa nói nước Mỹ nha. Đó. Cho nên những công việc như vậy rất là thích ứng cho họ. Coi như họ sống theo cái múi giờ ở đất nước của họ. Nhưng mà cơm ăn gạo tiền là ở đây, không? Thì làm sao mà họ có thể bị bệnh lão hóa được? Làm sao mà họ có thể bị quên lẫn trí được? Mà đó là một hình thức rất là tốt cho họ luôn. Họ có cơ hội để họ nói chuyện với gia đình, gặp gỡ gia đình qua những cái hệ thống vi tính hiện đại ngày nay. Bây giờ để kết thúc cái đề tài này thì mình cũng thành thật cảm ơn cái người đã đưa cái comment đó cho mình, nhưng mà mình không có up lên cho các bạn đọc. Nhờ có cái comment đó thì mình có một cái đề tài của video ngày hôm nay, phải không các bạn? Mà nếu không có cái đề tài ngày hôm nay thì chắc có lẽ nhiều bạn cũng không có hiểu. Thì ở nước Na Uy này rất là có nhiều chủng tộc, không phải là chỉ có dân Na Uy đâu các bạn, mà đất nước Na Uy này cũng không có phải là bị cô lập đâu. Họ không có sống mà làm việc chung với toàn thế giới. Mà theo như các bạn cũng biết rồi, trên toàn thế giới thì có những cái múi giờ nó khác nhau. Thì mình cũng mong rằng các bạn trẻ và những lứa tuổi già hoặc những người thiếu trình độ văn hóa đã được nghe được cái video này và hiểu được lý do tại sao có nhiều người làm việc ở những cái múi giờ khác nhau, và những múi giờ đó nó được liên kết với những đất nước nào, dù rằng họ sống trên mảnh đất Na Uy. Ok nha các bạn. Và cảm ơn cái comment của một người nào đó nha. Ok, see you. Fall, you see, I will.
what's in your hands to your garden friend. 'Cause I've been walking with you all along, every ghost you saw, every bad dream. Anytime you need me, you can call. Every rise and fall, you'll see I will. Đây là cái hotel, quality hotel mà mình làm việc ở đây. Đấy, ở đây nó có những cái phòng họp nhỏ nhỏ như vậy nè. Đó, đây là một cái phòng họp nhỏ, còn có những cái phòng lớn, những cái hội trường lớn nữa. Cái design ở đây mình thích lắm. Nó cái tông màu nó giống nhà mình đó, trắng đen. Nhà mình cũng vậy, cho nên mình thích lắm. Những cái hotel khác mà nó kêu mình đi làm á, mình không muốn đi đâu nha. Mà cái hotel này mà nó, tại là mình là công nhân viên ở đây á, công nhân viên chính thức ở đây, cho nên khi mà nó kêu mình đi làm á là mình đi ngay. Cái tông màu nó y chang nhà mình à. Mọi thứ nó đều giống, cái style nó giống. Cho nên mình thích lắm. Không khác gì ở nhà. Từ trong phòng họp cho đến trong nhà bếp, đồ đạc trong nhà bếp nó giống cái style nhà mình á, nên mình thích lắm. Đây các bạn, mình đi làm về rồi, bị stress quá mình không có ăn nổi trong sở làm, cho nên mình mang thức ăn về. Thì khi mình đi làm như vậy á, thì mỗi một ngày như vậy thì họ trừ đi 35 đồng krone đó. Đó, mỗi một ngày bữa ăn là 35 krone, tức là khoảng 3 đô. Đó, thì mình muốn ăn bao nhiêu mình ăn. Nhưng mà trong sở làm mình mệt quá, mình không ăn nổi, thì mình gói mang về. Đây các bạn, là đùi vịt nướng đó, ăn với tomato, khoai tây nhuyễn á, bào nhuyễn trộn đó, rồi broccoli với lại khoai tây. Còn cái này là cheese của Ý á. Nó với lại tomato với lại basilicum,
Rồi đây thì có pasta, nui á, nui ống á, xào với thịt bò, với lại những trái ô liu và nấm. Thịt bò xào với nui ống và nấm. Ngon, nhìn thấy ngon lắm các bạn. Mà mình làm mệt á, không có ăn được, cho nên mình gói mang về. Mà về nhà mệt quá cũng chưa ăn được. Thì giờ chỉ có một là ăn bây giờ, hai là gói lại bỏ tủ lạnh ngày mai ăn. Chứ mệt quá không ăn nổi. Mà số lượng cũng hơi nhiều, một mình ăn sao hết. Thì là tính ra tiền đô là 3 đô mỗi ngày. Khi mà làm á thì bị trừ đi 3 đô. Đó, đùi vịt nướng nè các bạn. Nhìn rất là hấp dẫn luôn. Rồi khoai tây nướng, rau, tomato, cheese. Đấy các bạn. Thì mỗi phần ăn, mình muốn ăn bao nhiêu mình ăn à. Muốn lấy bao nhiêu mình lấy. Nhưng mà mình cũng biết điều, mình lấy đủ phần của mình thôi. Đó. Mà đủ phần của mình so với những người khác á, to con họ cũng ăn giống như phần như vậy. Nhưng mà họ ăn thì hết, mà mình ăn thì không hết. Đó. Mình ăn không hết thì mình mang về, cũng bằng giá tiền người ta lấy nhiêu đó thì mình cũng lấy nhiêu đó. Chứ họ cũng tính tiền mình trừ trong lương mình như vậy thôi. Phải không các bạn? Đó. Chỉ có mình nhỏ con mình ăn không hết. Đấy các bạn. Thì các bạn cứ nghĩ đi, mình đi làm như vậy thì bãi đậu xe là 400. Nhưng mà cũng giống như là mình một bữa mình đi nhà hàng vậy thôi. Phải không các bạn? Ok, see you. Yes. Mình cũng về tới nhà, mình đã quay phim cho các bạn xem những món ăn mà mình được phép mang về. Tại vì họ trừ lương phần ăn của mình, nhưng mà mình không có ăn ở đó thì mình mang về. Thì về tới nhà mình đã nghỉ giải lao 15 phút. Thì mình cũng dùng được bữa ăn tối. Hôm nay thì mình đi làm về sớm. Và mình về tới nhà là 11 giờ đêm. Mình ăn xong là bây giờ là 12 giờ đêm. Đó. Thì bây giờ đã bắt đầu là đổi giờ rồi. Là thụt lùi một tiếng. Nhưng mà hôm nay mình cũng được về sớm, cho nên mình có thời giờ để ăn tối, ăn khuya. Đó. Thì mình lúc mình ngồi trong sở làm trong hotel á, thì mình cũng có một đoạn phim nói chuyện. Thì mình hy vọng là cái video, đoạn video đó không có bị bị YouTube nó nói là phạm bị bản quyền gì đó. Tự vì ở trong hotel nó có nhạc, cho nên khi mình nói chuyện thì nó có loại nhạc ở trong cái hotel đó. Mình hy vọng là nếu nó không bị bản quyền thì mình để đó, mà nếu mà bị bản quyền thì mình phải lấy xuống rồi mình xóa cái âm thanh nó đi, thì mình phải nói lại một lần nữa nha các bạn. Ok, thì một ngày đã qua, thì mình có một câu chuyện đã nói. Thì bây giờ mình tạm dừng ở đây nha các bạn. See you again. Và cảm ơn các bạn đã lắng nghe, xem video của mình từ đầu đến cuối. Và hẹn gặp lại vào những video kế tiếp. Ok, see you and bye bye. Deep inside.